ông Quân đấy, đổi đời luôn đấy. Là có đợt đổi đời ấy, chả sướng lên bọc mồm mà thằng kia thích chùa được được cái cạc rồi đã rồi thửa với game đã cho cái game rồi cho kẹo quá cái game rát không biết con giờ chơi không á đây dần mà get ready to the mode or something else entirely đã bắt đầu chơi nhiệt rồi rồi chắc tới lúc rồi không có ai cho tẩy như điên vậy buồn đứng hình à. Quay lại phát ba ba hảo vâng lại đứng hình phát nữa rồi. Rồi chết con bé tuyệt vời rồi. Quay rồi. Một khởi đầu tuyệt vời. Rồi bị mãn ạ. Còn chưa mắc nữa, còn chưa mắc cái tinh như thế này rồi. Rồi. Tí nghĩa giật vào phát. Tí nghĩa giật vào phát. Giảm mấy cái này xuống như vậy. Vừa un cha một đống luôn. Đổ bóng đổ miếng. Don't waste time. Mã bớt rồi. Nắm cái nào? Nhìn chữ chiếc bé tí này nhìn nó phải như thế chứ tí á tí quá như thế thì thế nào cũng phải chẳng có lợi hai hai quái hạ xuống cũng đòi reset, restart ạ. That was the last one. Get to the indicated pod for resupply. You earned the most money. Sống mấy. À, thật bạn. Hồi xưa có vẻ vất vả mấy rồi. À. Bring up the trading controls and upgrade your gear. Máy khủng là nâng nâng cái cấu hình của game lên theo nên nó cũng thế á. Giờ ông vẫn làm vậy đi. Hai. Last chance. I have to power down the pod. Dùng. Sắc phải không? Trừ cái quái ra thì lốp ạ.
cùi rồi. Mình phải chọn rồi. Mình đúng bớt rồi. Cảm ơn em, cháu đi đâu này. Ui, vẽ rồi. Hồi cho tôi. Vẽ rồi. Vâng, vâng. Đó là kiểu gì vẽ tổ máu ấy vẽ rồi. Con nhện nó độc nó lan ra mà. Vâng, lan luôn này. Chết là vẽ rồi. Chỗ này là hơi hơi nhiều thứ quá. Ồ, có chỗ này. Chạy vào trong này, vẽ thôi. Chạy chỗ nào ít cảnh với thằng Minh, vẽ thôi. Ít cảnh rồi. Hài. Ôi, lại phế mất thế ạ, vẽ rồi. Vẽ rồi. Vẽ rồi, vẽ cái setting mới vào. Vẽ rồi, không hạ hạ phải retard, vẽ rồi. Ồ ạ. Mà một đống thứ nó cứ bật ultra béng rồi. Nó không tắt được cả đấy rồi. Tắt thì đòi đi tát nó vãi đâu. Vãi rồi. Phải. Ba cái máy ạ, vãi rồi. Cái game đấy, cái game cứ chỉnh một cái là restart đấy. Cái kia tôi chỉnh liên tục có sao đâu. Vãi là ông chỉnh cái gì? Vâng. Tôi chỉnh mấy cái nhỏ lên chưa sao ạ. Cứ chỉnh một cái là lại đòi restart một phát ạ. Đúng còn rồi, chỉnh mấy cái kia là thế mà. Ủa con khỉ. Đau liệt. Rồi, chỉ uống quân không biết bao quả nữa. Hình cũng không đẹp hơn được bao nhiêu ạ, chắc game nó chỉ đến thế thôi. Ui dồi. Bán là ông Quân nói câu đấy là sai rồi. Hài. Tôi đang thấy nó rất đẹp. Có hẹn rồi. Tôi rồi. Vâng, tôi sẽ lấy nhiệm vụ chỉ có hồi máu thôi. Ông Quân nói câu đấy là sai rồi. Đúng cư. Này nên sắp chết đây. Tôi không cứu nữa. Un cha cả đống đây rồi. Mà vẫn chỉ thế này à. Vãi rồi máy ông mà để được un cha. Vãi là nồi hài. Nó tự chỉnh nó lên thành ultra ấy. Ở bên sẽ chết kìa, cáo ấy rồi. Chạy rồi, chạy như là gì rồi. Vâng, may cho nó là tôi có thể tìm vừa mọi cháu phát tại ông bảo. Úi dồi. Mà mình tự mở đường ạ. You're running low on ammo. Buy some. Có ít tiền ở đây, có ai nhân tay. Tôi là người nhanh tay à. Chạy thôi. Không nhận được tiền luôn. À chết tôi bán. Tiền bán cái kia rồi. There are Zeds on the scope. Must close the borders. Thế chẳng sao lại sao trở ăn đập rồi. Ông không giống bị có mẹ không hết hả? Ông không bị không? Úi dồi, tuyệt vời. Lúc đầu vào nó hơi giật tí nha, bây giờ thì ổn rồi. Cái đấy thì ai cũng bị giật mà. Mới vào chặn tôi bị giật. Được nào, mà vẫn là giật. Là có thằng giật. Thế là lỗi game mà. Nó game mà, nó phải loát cảnh ấy. Đấy. Hài, ông phải game ấy. Nhưng mà về sao nó mượt mà. Chắc chắn là do game mà. Có lỗi gì à? Công nhận, còn thằng Quân nó lát thì cũng mất. Chắc là do game mà. Chết luôn thì chịu. Chớp 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 mắt còn ba mấy máu ạ. Chết rồi. Hai. Chết bao rồi. Vâng, ông nào có đồng
Ôi, cần phải thay cái bóng. Rồi. Muốn thay các tay thay bóng. Mình lấy con bé ăn rồi. You've nearly cleared this batch out. Nice work. We can reopen the trader port. Nó mới bị mà. Mai em thay đi. Vâng vâng. Vâng vâng. Ô, cửa bên này à? That was the last one. Get to the indicated pod for resupply. This cat's hold on, reloading. I like it when everyone makes it out alive. Have you checked your ammo? Didn't think so. Not ideal monster hunting conditions. And keep the area secure. Hai con cưa đang tiến đến đấy. Mẹ rồi. Mình bắn cho nó tức giận rồi cả. Vâng, em bắn cho nó đây rồi. Đấy, cứ đứng chặn nó cho tôi bắn được. Ngon rồi. Mấy cái này mà. Bắt đầu ông quân đi đánh lẻ luôn. Ra đây mà chặn quái đi vãi nồi. Đâu vãi nồi. Đây là một sector thì tôi đi chặn quái đi đây. Mình ạ. Quá là chịu, không thấy đường ra đấy luôn. Tôi lại nghe cái gì mà. Úi dồi, không nói luôn.
Hai. Tất cả chúng hết rồi kia rồi, đó là hai. Ông mình kìa. Quái nó ra bên kia hết thì chẳng sống yên ổn. Chạy hết rồi. Đây, do cái thằng phải đứng để chặn cửa đấy, chứ không đứng đấy. Hà. Ồ, thì đang phân biệt được con zombie ở đấy rồi. Cái tập bó sách của Nguyên Giáp mà mới kinh chứ. Hài thì mới kinh. Vâng, bay sát mà mới kinh chứ. Nát đầu. Đóng cửa con kia. Chịu. Spin freely. Things are about to get serious. Mà bên kia vỡ trận rồi, phải rồi. Vỡ kìa. Careful, reloading. Bonjour. Come and get your tools. Làm thử thổ Barret xem nào. Barret một pin. Một chặt à? Được tiền đạn to như kiểu bụng. Tiền đạn nó to như kiểu bụng. Làm. Tôi cần vị trí thích hợp để làm. Đây, cái sóc canh đấy. Còn tôi lên đấy đây. Đúng rồi không? Ừ. Wow. Cái con này nóng nhà vệ sinh. Ông quân tanh đấy. Hà. Rõ ràng. Đây rồi, tôi lên tháp canh nha. Quân tay của tôi đứng như thế. Vả gãy răng nó luôn. Có kìa, bắt đầu quân đâu rồi? Thằng kia phải vãi luôn. Rồi, quân lợi chạy bé méo rồi, bắt đầu. Tôi lên giống mình chạy đi, nhanh. Một viên kìa ha. Tôi đang tìm cách trốn tù. Chúng tôi kìa hèn nhát vãi rồi. Không tìm được đường ra ngoài luôn. Một viên. Đấy, thế để tôi dẫn ra đúng không? Không phải là đây à? Úi dồi, úi dồi, tôi thấy là... Vãi rồi, ra đứng nó nhìn kìa. Thằng ô đang chạy mà tôi nhìn thấy rồi. Vãi rồi, cứt hèn nhát vãi rồi. Nhưng mà đi lên, nhưng mà đi lên đây thì lại không có đường ạ. Sao không có đường? Đấy, ông ra đây. Đâu rồi? Đấy, đi ra đây rồi. Ờ, tôi có thể ở sau dưới tôi mà.
nó sắp thôi rồi. Chạy đi ông ơi, chạy đi, chạy đi. Anh chạy chỗ quân ấy. Nhát phải được rồi. Lên tống cực. Tống cực anh kẹt rồi. Không lại lên mà đỡ đi chứ vậy rồi. Vãi nồi. Vãi đỡ, bom miết, đùm mất chết béng luôn. Vãi đồ xài. Đến sau hơn, đến sau. Không ra được ngoài mà để mà gặp. Đó là con lợi quân, nó điên, nó điên, nó dọc vào giáp. Ủa rồi, lỡ. Ủa thấy quả báo rồi. Ủa vãi nồi xong quay, đỡ. Hài. Đỡ con kẹt à? Chạy vãi nồi. Hài. Ngon rồi, ngon rồi. Bây giờ thì mới là chạy này, thấy không? Cái thanh đạn nó của bom. Mà sao nhờ mổ kìa. Để lại thêm đạn nó ngon. Ủa đúng quân à, vãi nồi. Rõ ràng. Còn nhìn lại đây à. Mất dấu chưa con? Mất dấu kinh cái rồi. Giờ hồi máu yêu ngưng quái luôn. Giờ mình em lại đi đi đuổi nó. Con kia quái rồi, đáng lẽ là phải chặn nó lại à? Quái rồi. Quần quần. Phải chặn. Tôi đi đường khác rồi. Má nó lại bị kẹt trong này rồi. Nhà tù ấy đáng sợ ấy nó. Đùi đông. Đùi. Quân cứ đi đi lẻ nhỉ. Hai. Hai vãi cứt. Ngay cái đầu luôn. Đúng rồi. Tôi đang bị cái kia đuổi một chỗ xa lánh ở đấy không ạ? Đã cố chạy anh trong mấy ông đây. Nó đâu rồi? Con này tự nhiên xuất hiện. Cái gì mà em dí ngược luôn hả? Vâng, con lợn này nó hơi máu rồi. Quân đi tìm tim thì máu mãi rồi. Quái nồi, tôi bị tìm được đấy nhé. Lúc tìm được xong rồi chạy đi chỗ khác à? Hài. Đây. Đấy. Tôi bỏ gáp rồi. Mãi đuổi quá. Tôi chạy vô con lợn. Nó ở đây. Nó ở đây mà mãi nói. Nó đuổi phải chạy. Ở đây rồi. Ngon rồi. Tôi đang quay lại này. Bây giờ bị lỗ hút rồi. Đấy rồi. Quanh khu rồi. Mày ông quân mà ở đây là được rồi. Just
Vừa thích cơ ấy, chạy nhí này. Hai. Hai con kẹp à. Vãi nổi rõ ràng nó đuổi tôi ạ. Đâu rồi? À, có đường ở đây ạ. Tôi chạy đâu rồi? Đâu rồi? Đâu? Ui giời, cầm chết rồi. May là có lợi nè, mấy đầu mình ra được lúc. May kẹt ấy, nó phải một mấy mét nữa. Mấy mét kẹt, sao chết nơi ấy. Ăn một viên đạn của xoài vào mồm đi. Em nhầm. Mồm, mấy hồn, ồ. Quân người sợ chết kìa. Quá là thông minh thế. Tôi xong rồi rồi. Tăng Minh chết đạo ra khỏi chấm. Chết được. Đúng rồi. Tránh xa ra, nó ném bị đạn đấy. Đúng rồi, không kia rồi. Ta chạy cùng chạy cùng nó quân rồi. Hai. Hai. Nhưng tầng như thằng Linh. Đuổi tôi mà, vãi cả nôi. Ờ, đuổi đem. Ờ, ở sở hữu tôi làm quân đông. Có ra. Bom, một đống bom ạ. Ui 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 ui, đỡ đi. Ông quân. Hà. Đỡ thì đỡ, vãi nôi. Đỡ là gì ạ, vãi đỡ bom. Ui 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 ui, chạy chạy. Rồi, rồi, rồi. Phải là đỡ rồi. Sao chết rồi, sao chết rồi, sao chết rồi. Phải là đỡ mới kinh nhé. Quý đỡ, quý đỡ. Rồi, vậy rồi. Chết rồi. Đấy, ông đỡ, ông mà đỡ chuẩn phải ngon rồi. Vãi rồi. Phải đỡ. Thầy đỡ tế bom phải chạy như vậy rồi. Bà rét thế mày. Tôi thấy à, đây là hình phạt cho kẻ. Mày đỡ đi ạ, toàn bom bay ra, mày đỡ đi. Bảo trước đấy nhưng mà vãi ở đồi. Ai bảo lúc nào ném bom đâu. Mày mà, tôi nhìn thấy bom, em tôi chạy về ăn lên. Mày đỡ đi ạ.